Xin sư cho con hỏi góc nhìn của sư như thế nào về việc ngoại tình tư tưởng dù nó không phạm giới tà dâm nhưng nó có ảnh hưởng gì không? Trong Tăng Chi Bộ Kinh có nhắc đến một chuyện như thế này, là nếu như mà hai người đó, hai vợ chồng mà yêu thương nhau, muốn đời sau vẫn tiếp tục ở với nhau, thì một trong những cái điều kiện đó là người chồng không nghĩ đến người phụ nữ nào khác ngoài vợ của mình, và người vợ không nghĩ đến người đàn ông khác ngoài chồng của mình. Cho nên cái việc mà ngoại tình tư tưởng thì nó sẽ khiến cho mình không còn tiếp tục là vợ, là chồng của đối phương ở đời sau kiếp khác nữa, bởi vì mình không gọi là cái tâm của mình ấy, nó không có chuyên nhất đối với cái người vợ hoặc người chồng của mình. Trong kinh thì trong cái chuyện tiền thân ấy, có một lần bà Yaju Đà La khi trong cái tiền kiếp, khi mà bà thấy một cái vị vương tử là ngài Ananda đấy, khi đó là trong cái kiếp đó là ngài Ananda là em của Bồ Tát. Khi mà bà thấy ngài Ananda trang điểm lộng lẫy và đi cưỡi trên một cái thớt voi, có nhiều cái binh lính theo hầu, trong một cái vai trò rất là oai vệ, thì trong một cái khoảnh khắc, bà có cái tâm ái nhiễm đối với cái người em chồng. Nhưng mà ngay sau đó đó, bà ngay lập tức bà có cái lòng hối lỗi, bà có cái sự kinh cảm ghê sợ, và bà ngay lập tức bà thay đổi cái tâm của bà. Nhờ như vậy đó, bà vẫn giữ cái lòng trung thành, trung trinh đối với Bồ Tát, cho nên bà mới xứng đáng ở bên Bồ Tát, từ cái dòng luân hồi cho đến khi mà chứng thành đạo quả. Thành ra đó, cái chuyện mà mình ngoại tình tư tưởng nó sẽ khiến cho mình không còn xứng đáng với đối phương được nữa. Còn cái chuyện mà nó có ảnh hưởng gì hay không ấy, thì đương nhiên nó xuất phát từ cái tâm tham ái ha, từ cái tâm tham dục. Thì bản thân cái tâm tham dục ấy chắc chắn nó sẽ đem lại cái quả báo bất thiện cho mình. Nó sẽ đem lại cái cảnh giới đau khổ cho mình. Tuy nhiên, do nó chỉ nằm ở trong cái ý tưởng chứ nó chưa đi ra hành động và nó chưa có đi ra lời nói, thì cái nghiệp mình ấy nó sẽ nhẹ hơn là cái chuyện là mình thể hiện cái tư tưởng của mình ấy, thể hiện ra lời nói hoặc là hành động. Xin lấy đơn cử ha, một cái anh chồng ảnh ngoại tình tư tưởng, tức là ảnh thích nhìn ngắm những cô gái đẹp, thì đương nhiên là ảnh đang tạo cái nghiệp bất thiện đấy. Nhưng cái nghiệp bất thiện đó nó sẽ nhẹ hơn cái chuyện ảnh mở lời, ảnh trêu ghẹo người ta đấy, nhưng mà nó vẫn là cái nghiệp bất thiện.